ảnh cho em đi. 2 tiếng rồi em chẳng có story nào cả. Đây. Mọi người lại quên em mất thôi. Này chụp sang cảnh rồi đấy nhá. Rồi. Anh cầm tay em đi để cho mọi người biết là em có người yêu rồi. Đâu em xem nào. Ôi đẹp thế. Để em đăng story mới được. Cáp là gì bây giờ nhỉ? Xin chào đường. Cần gì nến vào hoa khi chính anh đã là một món quà. Cảm ơn anh yêu về chiếc kính nhá. Cái này nhá, kiểu gì cũng nhiều tim cho mà xem. Này, mày đi chơi với tao hay là chơi với cái điện thoại đấy? Lại con bé này, ngày hôm nay tao thấy mày xem cái story của nó chục lần rồi đấy. Thì 2 tiếng lại đăng một lần mà, không có trên mạng. Bây giờ ai phải vào học hỏi cách mặc của nó. Mà công nhận, mấy đứa xinh xinh như thế này, toàn yêu mấy thằng đại gia thôi. Suốt ngày được người yêu đưa đi ăn đi chơi này. Một đống hàng hiệu luôn, kính này đẹp không? Ủa kính đẹp thật đấy. Mua trong store chắc phải 20 đấy. Đây ta xem nào. Đấy, đẹp không? Trông cái nhẫn này quen quen nhỉ? Ơ, hôm nay vợ đi với bạn về sớm đấy. Sao không bảo chồng? Cái nhẫn này đợt trước anh mua ở đâu nhở? Hình như nó là bản giới hạn đúng không? Em sao thế? Sao hôm nay lại hỏi cái nhẫn của anh? Cái này á, anh mua lâu rồi mà. Bây giờ ở đâu chả bán, có phải là hàng hiếm đâu. Nhưng mà em nhớ đợt trước anh bảo là anh phải đặt cơ mà. À, đấy là ngày trước thôi. Thằng bạn anh nó làm thiết kế trang sức. Đợt đấy là mẫu nên đưa cho anh. Bây giờ nó sản xuất ra nhiều để bán. Vợ định mua tặng cho ai à? Để anh mua cho. À không, em không định tặng ai cả. Nhưng mà hôm nay em thấy có một người đeo cái nhẫn này giống anh đi cùng với một cô gái nên em tưởng là anh. Mà anh có chiếc áo màu xanh nào không nhở? Em nhớ là không đúng không? Đồ của anh toàn vợ mua cho mà. Anh có bao nhiêu đồ anh còn chẳng để ý đấy chứ. Với lại anh cũng không thích màu xanh. Vợ có mua cho bao giờ đâu. Mà sao hôm nay vợ lại nhỉ? Hỏi anh toàn mấy câu linh tinh thôi. Hay lại nghe anh nói gì à? Thật ra thì lúc nãy em thấy có một cô hot girl mạng đăng ảnh chụp cùng với cả một người đeo chiếc nhẫn giống anh em hỏi thôi. Nhưng mà chắc là do em đa nghi quá rồi. Đây này. Bảo sao vợ tôi lại ghen. Nhưng mà vợ yên tâm đi. Hôm nay anh đi chơi với cả hội anh em toàn là con trai. Đứa nào cũng có vợ rồi. Này, tránh xa mọi loại trà, đặc biệt là trà xanh. Vợ không tin ý. Gọi điện cho bọn nó mà hỏi. Anh thôi, có nói sai đâu. Thôi, em có bảo em không tin anh đâu. Em biết rồi mà. Chắc là tại em suy nghĩ nhiều thôi. Thế lỗi chồng nhá. Vợ, sao em lại đến đây? Em mang đồ ăn đến cho anh này. Anh chưa ăn trưa đúng không? Mình cùng ăn nhá. Hay là anh có hẹn với ai rồi à? Đâu, anh có hẹn với ai đâu. Anh định đi ăn cả mấy em ở trong phòng. Nhưng mà vợ đã đến thì anh đi ăn với vợ. Vậy mình vào thôi. À này, hai em cứ vào trước đi. Anh đi thông báo với mọi người một câu. Tiện đi vệ sinh luôn. Vâng ạ. Nhá. Chị Linh đây à? Chị đến tìm anh Phương à? Chị định
đến ăn cùng anh ấy. Nhưng mà chờ 30 phút rồi không thấy đâu cả. Chị đang định đi tìm đây. À, nãy em gặp anh ấy ở trước cửa phòng sếp. Hình như là sếp có dặn anh ấy cái gì ấy. Chắc là chưa quay lại ngay đâu. Ờ, thế à? Vâng. Thế thì chị đợi thêm vậy. Cảm ơn em nhé. Mới đăng có 5 phút trước. Vợ xem gì mà đắm chiêu thế? À không, em xem linh tinh thôi. Mà anh đi đâu mà lâu thế? Nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh chỉ định đi có một tí thôi. Anh ngờ lại gặp sếp. Sếp hỏi chuyện, anh không từ chối được. Xin lỗi vì đã để cho vợ đợi lâu. Thôi, mình ăn đi. À, anh đi vệ sinh cái nhé. Trời thịnh. Sao em lại ở đây? Chỉ có việc lấy anh làm chồng mới là điều ngu ngốc nhất trên đời này của tôi thôi. Còn những chuyện khác, tôi không có ngu. Anh cũng dày công sắp xếp để qua mặt tôi đấy. Nhưng mà tôi lại cao tay hơn anh rồi. Khi anh ôm tôi sau khi đi chơi về, lại toàn mùi nước hoa đó. Anh nói anh đi chơi với toàn hội con trai. Tại sao lại có mùi nước hoa nữ nồng như thế? Nếu chỉ là đi qua thì cũng không thể bị ám mùi như vậy. Trong khi vợ anh thì lại không dùng lại nước hoa đó. Cũng nhờ những bức ảnh mà cô Ngọc kia đăng lên mạng mà tôi đã tìm được ra sơ hở của anh. Anh nghĩ đăng lên mạng mà không lộ mặt thì tôi sẽ không biết sao? Ngày 15 tháng 2, cô ta đăng ảnh chiếc kính hàng hiệu mà anh tặng lên mạng. Và tôi đã kiểm tra tài khoản của anh, đã bị trừ 20 triệu vào ngày hôm đó tại trung tâm thương mại. Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ? Tôi nghĩ là tôi phải làm nghề thám tử mới đúng đấy. Thực ra mọi chuyện không như em đang nghĩ đâu. Đấy chỉ là đồng nghiệp của anh thôi. Thì thoảng anh cũng có tặng quà và chụp ảnh cùng cô ấy. Anh sợ em lo cho nên anh mới. Còn những lần trước là anh đi với cả bạn bè anh thật. Không tin em thử hỏi chúng nó mà xem. Hỏi bạn bè anh á? Qua chuyện này tôi đã rút ra được hai kết luận. Thứ nhất, bạn bè anh cũng toàn là lũ khốn nạn giống anh. Biết anh ngoại tình nhưng vẫn cố tình bao che cho anh để qua mặt tôi. Thứ hai, có thể cô Ngọc kia không biết cô ta là tiểu tam nên mới hồn nhiên đăng ảnh lên mạng như vậy. Có lẽ việc cô ta đăng ảnh ngay sau khi anh quay lại cũng là sắp xếp của anh đúng không? Rõ ràng anh không hề gặp sếp mà chính là ra ngoài gặp cô ta. Vì anh đã lỡ hẹn với cô ta rồi. Trong một tiếng đó thì anh nhờ Tuấn, đồng nghiệp cũng là đồng bọn của anh, cố tình nói cho tôi là anh đang gặp sếp để kéo dài thời gian của tôi chứ anh ấy. Chỉ trong một tiếng, anh có thể vừa đi gặp người tình, vừa có thể quay lại công ty thì chắc chắn chỗ hẹn là gần đây. Nhìn ảnh của cô ta thì là quán cà phê, thế nên tôi đã tìm các quán cà phê xung quanh công ty anh. Anh ơi, anh làm ở đây đúng không ạ? Anh cho em hỏi là em có một cái anh bạn mà anh ấy hay ngồi đây ạ. Buổi trưa nay anh có ngồi ở đây mà anh ấy lại đập rơi mất ví. Thì anh có thể cho em xem lại camera để em xem anh có làm rơi ví ở đây với cả có ai nhặt được không ạ? Đây này, anh này này anh. À anh nhớ rồi. Đây là anh khách quen ở đây đấy. Anh tên là Phương. Đúng rồi ạ. Rồi anh hay ngồi góc kia kìa. Đây anh cho em xem cam đây nhá. Em cảm ơn ạ. Anh... Sao? Anh còn gì chối cãi nữa không? Em làm gì mà lâu thế? Hẹn hò mãi mới được. Ai đây ạ? Chào cô, tôi là vợ của anh Phương. Người mà cô vẫn luôn tự hào khoe lên mạng là người yêu của cô đấy. Vợ anh Phương á? Anh Phương, anh có vợ rồi à? Thế sao lại còn... Tôi không phải là người vô lý. Nếu như cô không biết thì tôi sẽ không truy cứu cô. Cắt đứt với anh ta đi. Cái gì? Cắt đứt á? Cô nằm mơ à? Đúng, lúc đầu ấy tôi không biết là anh Phương đã có vợ. Nhưng mà bây giờ vẫn thế thôi. Chắc chị cũng phải là loại người vợ như thế nào thì anh Phương mới phải tìm đến tôi chứ. Tôi vừa trẻ trung vừa xinh đẹp hơn chị. Chị ấy mới phải là người rút lui đấy. Hóa ra cũng không phải là nạn nhân mà lại là tiểu tam trơ trẽn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác à?
Xứng đôi vừa lứa với anh thật đấy anh Phương ạ. Tất nhiên rồi, tôi hãnh diện bởi vì tôi đã cướp được một người đàn ông tốt như anh Phương từ tay chị đấy. Thế hóa ra từ trước đến giờ anh giấu em là bởi vì anh không muốn em buồn à? Thôi được rồi, từ nay không cần phải giấu nữa. Mình cứ quang minh chính đại đến với nhau đi. Em nhá sẽ đăng ảnh anh lên mạng để cho tất cả mọi người cùng canh tị. Cô bị điên à? Tôi làm như thế không phải là vì sợ cô buồn, mà vì tôi sợ vợ tôi biết được. Vợ, em xin lỗi, anh sai rồi. Là do anh hồ đồ, anh bị che mất nên mới làm như thế. Nhưng mà thực sự, anh vẫn còn rất yêu em. Em có thể tha thứ cho anh được không? Cơ kìa anh. Anh bảo là anh yêu em. Em mới là chân ái cuộc đời anh cơ mà. Cô ta có cái gì hơn em đâu. Tôi có gì hơn cô á? Ít nhất thì tôi có cái đầu để suy nghĩ, chứ không như cô, đầu chỉ để mọc tóc với cả làm cảnh thôi. Lúc đầu tôi cũng cứ nghĩ là cả tôi và cô đều đáng thương, đều bị lừa. Hóa ra là lòng vị tha của tôi đặt không đúng chỗ rồi. Anh Phương, nể tình vợ chồng bao nhiêu năm qua, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nếu như anh đòi lại tất cả những món quà mà anh đã tặng cho cô ta và đăng lên mạng xin lỗi tôi và nói cô ta là tiểu tam, thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại về việc tha thứ cho anh đấy. Cô là cái thá gì không bắt trả lại quà với đăng lên mạng? Tôi tưởng cô thích nổi tiếng ở trên mạng lắm mà. Tôi đang giúp cô mà. Tôi là cái thá gì á? Thì tất cả những món đồ mà anh Phương tặng cho cô đều là tiền của tôi đấy. Anh Phương, tôi cho anh 3 ngày. Nếu sau 3 ngày mà không có gì thì anh có thể cuốn xéo ra khỏi nhà của tôi. Và cả bố mẹ anh cũng phải rời khỏi ngôi nhà mà tôi đã xây đấy. Làm thế với em đâu đúng không? Anh yêu em mà. Mày bị điên à? Tao không yêu mày. Tao chỉ vui chơi qua đường với mày thôi. Mau trả lại hết đồ cho tao. Nhanh. Anh bị điên à? Anh chưa nghe câu bắc thang lên hỏi ông trời, em tiền cho gái có đòi được không à? Mày cứ thử không trả xem. Tao sẽ cho cả cái cộng đồng mạng này biết mày là người như thế nào. Hot girl à? Anh đừng làm như thế. Bao nhiêu công em xây dựng, thừa công việc hình ảnh của em nữa, thế thì đổ bể hết. Tại mày đấy. Đang yên đang lành thì không sao, tự nhiên đăng lên mạng khoe cho cả thế giới này biết. Nhờ mấy tấm hình của mày mà bây giờ lộ hết cả rồi. Cho mày chết. Mày cứ thử thân lửa ưa nạm xem. Tao sẽ cho dân anh chị đến làm việc với mày. Còn nếu như mà vợ tao bỏ tao, mày không yên đâu. Tao cho mày đúng một ngày để trả lại hết đồ cho tao. Nghe chưa? Chào anh, tôi đến dọn vệ sinh ạ. Dọn nhanh đi. Phương à? Ông nghỉ ở đây à? Ừ, tôi nghỉ ở đây cho tiện. Mà thỉnh thoảng khi nào rảnh ấy thì bảo với tôi, nó dẫn ra đây. Có vài em xinh lắm. Tính vẫn hệt như xưa. Mà này, anh em mình ra ngoài kia ngồi cà phê, bàn việc cho thoáng. Cũng được. Phương đây à? Người quen của ông đây à? Không quen. Thế thì đi thôi. Em đây. Alo, hôm nay anh đưa bạn về nhà uống chút rượu, em chuẩn bị nhá. À mà chị Linh có nhà không? Có ạ, chị vừa đi làm về. Em xem bảo chị ấy đi đâu đó chơi đi, tối hẵng về. Sao thế ạ? Sao tự dưng lại bảo chị Linh đi ra ngoài? Anh có bạn tới nhà nhậu, sợ chị ấy không thích, em cứ bảo chị ấy đi đi. Nhưng mà... Alo? Anh này, chứ nói chuyện xong đã tắt máy. Thức cả đêm dọn phòng, mệt quá. Mà em chưa đi nấu cơm à? À, có, em chuẩn bị nấu bây giờ đấy ạ. Cái đây chị giúp. À thôi, chị để em nấu cho. À em bảo, hình như là bên chỗ chị Hoa đang có cái lễ hội gì ấy. Hay là chị tranh thủ sang đến trường hôm đi. Thôi, hôm qua chị thức cả đêm dọn phòng rồi. Giờ mệt lắm, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Chị không đi chơi thật à? Chị đi chơi đi chị. Con bé này hôm nay làm sao đấy? Sao tự dưng có bắt chị đi chơi đấy? Đâu, thì tại em thấy chị đi làm suốt ngày, cho nên mới... Thôi được rồi, nếu mà thương chị thì đi nấu cơm đi.
Sao hôm nay nấu toàn món ngon thế? Chuyện là hôm nay... Em dậy về rồi kìa. Anh... Sao chị ở nhà? Thì mỗi hôm chị vẫn ở nhà giờ này mà. Chẳng phải anh đã bảo với em là kêu chị em nên tránh mặt đi rồi tối ăn về rồi cơ mà. Thì em có nói rồi, nhưng mà chị không muốn đi. Với lại chị cũng đang mệt nữa. Anh không cần biết em làm gì làm, miễn sao bảo chị đi tránh mặt giúp anh đi. Đừng có để cho bạn anh nhìn thấy. Bởi vì nó biết bà ấy làm phục vụ dọn phòng ở nhà nghỉ rồi. Bây giờ lại còn biết đấy là chị gái vợ anh nữa. Nó coi thường anh đấy. Nhưng mà em biết bảo chị đi đâu cả ngày bây giờ. Đi đâu thì đi, đấy là việc của chị em. Này, bảo bà ấy đi ra ngồi trà đá là đi đâu đi. Cấm bén mảng về trước khi mà bạn tôi về. Đừng có làm tôi phải xấu hổ trước mặt anh em bạn bè làm ăn nhá. Vâng, em nhớ rồi. Chị Linh. Sao đây? Có chuyện gì mà cứ ậm ừ từ nãy tới giờ đấy? Chị ơi, hôm nay anh vừa nhà em có bạn bè đến để bàn chuyện làm ăn. Nên là... Em nói sao cơ? Ý em là khi mà đàn ông bàn chuyện làm ăn ấy thì không muốn có người khác ở bên cạnh. Chị thương em thì chị cầm tạm chỗ tiền này, chị đi ra ngoài ăn tạm cái gì, với lại ngồi đâu đấy giết thời gian rồi chiều tối về chị nhá. Thôi được rồi, chị hiểu mà. Thì có gì dọn nốt giúp chị nhá. Vâng ạ. Khá quá nhỉ, mới đấy thôi mà nhà cửa đã khang trang đâu ra đấy, vợ con thì đều về. Trời ơi, nghèo thì khó, chứ có thì mấy hồi. Cứ tập trung làm ăn rồi tiết kiệm là kiểu gì cũng có. À này, em đi mua giúp anh ít bún nhá. Chứ nếu không, cứ uống rượu không thế này thì nóng ruột lắm. Dạ vâng, anh đợi em một lát ạ. Giờ ông bạn của tôi là nhất rồi. Kiếm được cô vợ vừa sinh còn đảm việc nhà nữa chứ. Chứ nếu mà vợ như tôi mà như thế là thất nghiệp của tôi. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ông hiểu không? Uống cái câu nói này của ông nhá. Ok. Ôi nhá. Hôm nay anh em mình dừng lại ở đây. Hôm sau chiến tiếp. Tôi về. Về cẩn thận nha. Ôi vợ ơi, ra dọn dẹp cái chỗ này đi. Em đây. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Mày uống lắm thế không biết nữa. Vô dụng mà. Dọn có tí thôi mà cũng kêu ca. Nhanh lên dọn đi. Bàn nhậu này này với cả bãi nôn kia nữa cho tôi. Này em rể, lần sau nếu muốn ăn nhậu thì đi ra ngoài hàng mà ăn. Đừng có lôi bạn bè về đây rồi bắt vợ phục vụ như thế. À, chị vợ đây à? Dọn thì cùng nhau mà dọn. Làm gì có chuyện bày ra rồi bắt người khác phục vụ mình chứ. Thôi chị ơi, em thấy say rồi mà. Say thì cũng phải nói. Lần nào cũng thế, lôi bạn bè về nhà ăn rồi bắt em lai lưng ra phục vụ. Lại còn phải dọn được cái đống quần nợ đấy nữa. Chị bực mình không chịu được ấy. Trách nhiệm của cô ta là phục vụ cho tôi cả đời, chị hiểu không? Thôi anh đi vào trong nghỉ đi. Tránh à? Tôi nói cho chị biết nhá. Chị đi ra ngoài, chị làm ba cái nghề phục vụ dọn dẹp nhà nghỉ, ba cái nghề bẩn thỉu dơ giấy đấy thì được. Còn em gái của chị, nó dọn mỗi cái bàn nhậu, cả cái bãi nôn của bạn tôi nữa thì nó là chuyện bình thường, có đúng không? Cậu nói cái gì cơ? Tôi nói chị đấy. Tại sao bao nhiêu cái nghề sạch sẽ tử tế chị không làm mà chị lại chọn cái nghề hèn mọn đáng khinh đấy chứ? Biết bao nhiêu lần rồi tôi rất là mất mặt với bạn bè vì cái nghề của chị đấy, chị biết không? Có đúng không vợ? Đúng nhận sai cãi màu.
năng linh tinh cái gì đấy. Đủ rồi đấy. Đúng nhận sai cãi rồi. Chứ gì nữa. Chị ơi, chị Linh, anh ấy say quá nên là ăn nói linh tinh đấy. Chị đừng giận anh ấy chị nhá. Phương đây à? Người quen của ông đây à? Không quen. Cường có lừa anh. Anh Cường là cái anh mà hôm trước đến nhà mình nhậu á? Chứ gì nữa. Cứ tưởng bạn cũ tốt thế nào, hợp tác làm cái dự án với cả công ty, nó chuyển cho anh toàn hàng tồn kém chất lượng. Bây giờ hợp đồng thì cũng đã ký, tội vạ đổ hết lên đầu anh. Bây giờ không biết lấy tiền đâu ra để trả cho công ty thế này. Đấy, anh thì các bạn hiền bạn tốt cho lắm vào. Bây giờ thì em đừng có nói nữa được không? Anh đã điên hết để đổ lên đây này. À đúng rồi, chị Linh. Chị Linh làm sao cơ? Em bảo chị đưa cái sổ tiết kiệm để cho anh trả nợ. Bà ấy tháng nào trả đi làm được bao nhiêu nhét hết vào sổ tiết kiệm, chắc chắn sẽ có một khoản lớn. Không, anh nói như thế mà nghe được à? Đấy là tiền mồ hôi công sức của chị ấy tiết kiệm để sau này dưỡng già. Em không muốn động vào đâu. Ok. Bà ấy không chồng không con, ở với vợ chồng mình, thế thì cần gì phải dưỡng già? Không, nói chung là không được. Anh cứ coi thường chị ấy làm nghề hèn mọn. Hôm trước còn coi thường ra mặt, hôm nay lại quay ra xin tiền, anh không thấy xấu hổ à? Thì nghề hèn mọn anh nói là hèn mọn không đúng à? Bây giờ thấy em rể mình gặp khó khăn, chẳng lẽ đi vay nặng lãi ở bên ngoài. Phận làm chị dâu thì cũng phải có trách nhiệm san sẻ khó khăn chứ. Với cả tiền để trong đấy là tiền chết. Bây giờ đưa cho anh trả nợ, ít nữa anh làm ăn khá giả thì chị ấy cũng được nhờ vợ chồng mình còn gì. Không, em không đồng ý đâu. Anh có bao nhiêu bạn bè giỏi giang đẳng cấp của anh, sao anh không đi mà xin họ? Xin chị làm gì? Chị đã vất vả cả đời rồi, hai bố mẹ nuôi em từ bé đến lớn. Bây giờ có một tí tiền, anh cũng bị moi nốt à? Anh có còn là con người nữa không? Thù lao, mất dạy! Mày ăn nói với bố mày kiểu gì đấy à? Anh quá đáng lắm rồi đấy nhá. Tôi nhìn anh bao nhiêu năm nay là hết là đủ rồi đấy. Anh coi thường tôi, anh coi thường cả chị Linh. Anh đối xử với chị ấy cũng có ra gì đâu. Được, ta ly hôn đi. Cái gì? Ly hôn á? Mày đang dọa bố mày đấy à? Này, chẳng qua là bố mày xa cơ lỡ bước nên mới phải nhờ đến con chị của mày thôi. Chứ bình thường ấy, bố mày dí vào. Mày tỉnh chưa hả thằng kia? Chị dám. Mày đụng vào tao, coi thường tao thì tao còn nhịn được. Chứ mày đụng đến anh ngoài tao thì tao không phải nể bố con thằng nào hết đâu. Mày đánh nó một thì tao đòi lại gấp đôi. Chị dám? Có gì mà tao không dám chứ. Đánh nhau kiếm cơm để nuôi con Ngọc từ bé, tao còn không sợ. Làm cái việc hèn mọn bẩn thỉu như mày nói, tao cũng không sợ. Vậy mình nghĩ tao phải sợ mày. Đúng đấy, tao làm cái gì mà mày nói là bẩn thỉu hèn mọn đấy. Nhưng mà ít ra thì tao làm bằng sức lao động của mình, không như cái bạn mày cái ăn bám. Chị còn thế là có ý gì? Ngày hôm nay mày động đến em gái tao thì đồng nghĩa với việc mày tự dọn đồ đạc và cút ra khỏi nhà tao. Tao nhớ là tao đã nói với mày, nếu như mày động vào một cọng lông của nó thì mày tự cút ra khỏi nhà tao rồi mà. Chị Linh ơi, em sai rồi. Đúng là em có suy nghĩ thiển cận. Chị thương em, giúp em vì hạnh phúc tương lai của Ngọc cũng được không ạ? Chị ơi, tôi không có ý định xây dựng hạnh phúc tương lai gì với anh nữa. Đối với tôi, bây giờ chị gái tôi mới là quan trọng nhất. Còn anh không xứng đáng. Mời anh ra khỏi nhà của tôi. Vậy là mình mất hết tất cả rồi sao? Cút ngay đi.